Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Hôm nay lên sóng cho bác của em Ngũ Trường các bác nhé. Đầu mặt rất là đẹp luôn các bạn. Em này thì là trên bản em đã test là đấu xòe các bác nhé, đấu xòe và bảo hành cho các bác là chim đấu xòe các bác nhé. Anh em nên hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà chim mới về nên em chỉ quay clip hot thôi cho anh em xem. Đây, đặc điểm nhận dạng của em này thì là chỗ cái cánh này các bác này. Đây cái cánh này, các bác nhìn cái cánh này không? Nó có tí phớt trắng trắng các bác nhá. Đấy. Chim hot head rất là ok luôn. Đấy. Em này thì thuần khoảng 80-85% rồi. Chim rất dễ chơi các bác nhá. Anh em mang về chỉ việc là nuôi lấng, là chăm sóc nhẹ nhàng, gọi là treo đây là hot rồi các bác ạ. Chứ không phải làm gì việc gì nhiều. Chim này rất là căng điện, đang rất là căng điện. Hiện tại bây giờ em đang quay clip. Bây giờ là rơi vào, hôm nay là ngày bao nhiêu không biết nhỉ. Hôm nay là ngày 24 tháng 1 nha các bác nhá. Bây giờ nó rơi vào tầm gần 5 giờ rồi các bác ạ. Trời nó hơi tối rồi các bác nhá. Đấy. Quay để đăng bán cho các bác. Anh em nào cứ ok là cứ mạnh dạn alo cho em. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Các bác có thể thấy là một em họ Mi chất giọng rất là hay luôn. Cực hay luôn các bác. Đấy, các bác có thể nghe nhá, lắng nghe nhá. Em này hot hot này, giọng này cảm giác rất là chắc chắn các bác nhá. To và vang các bác nhá. Rất là vang luôn, giọng to dã man luôn các bạn. Chất giọng cực kỳ hay luôn. Các bác lưu ý là em bảo hành cho các bác là em này là đấu xòe các bác nhá. Bởi vì là chính bản thân em mà thấy em này đã đấu xòe rồi các bác nhá, chứ không phải là nghe ai nói gì cả đâu. Bảo hành cho các bác là đấu xòe luôn. Chim hot cực kỳ tốt luôn. Chất giọng rất là hay luôn các bạn.
Ôi anh em ơi, video em được khoảng tầm 6 phút hơn nhá. Em xin phép dừng video tại đây đây. Con này hot tốt quá các bác ạ. Cứ mãi nhìn không nhìn vào máy. Em hot cực kỳ tốt rồi, thôi cố gắng quay tổng 8 phút cho các bác xem nhá. Xin phép dừng máy nhá các bác nhá. Xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác những video sau nhá.